Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 6 Vĩnh Viễn không chịu thua, hồi 1. Đây thực là một ngày đặc biệt, Tô Dĩnh Siêu vốn đã cùng Mạc Bắc tông sư đánh thành thế hòa, ai ngờ lại ở cùng ngày, Hoa Sơn thiếu hiệp cũng đã được nhìn thấy thế giới bên ngoài, kẻ người trên người kia đã đạt đến võ thuật cực cảnh, dùng năng lực tưởng tượng siêu việt phá huyền quan, thân võ công đó đã chấn kinh Tô Dĩnh Siêu rồi, nếu Quyên Nhi không đến, không ai biết được thắng bại đến tột cùng sẽ như thế nào. Luyện kiếm tới nay, chưa từng chịu quá một xu một cắc ngoại thương, bây giờ chán bị nứt thành miệng vết thương một tấc, môi cũng bị sưng tấy tổn hại, đây là lần đầu tiên trong đời bị người khác đả thương, cũng là lần đầu tiên trong đời phải băng bó, cái gì cũng đều là lần đầu. Đối với Quỳnh Phương, đây cũng là một ngày hiếm hoi, lần đầu tiên trong đời bị khinh miệt, bị người hung tợn giáo huấn, nghĩ lại sắc mặt nói chuyện của Tống Công Mại, Quỳnh Phương tâm lại sinh tức giận. Về tới Vân Tử Hiên, hoa sơn trên dưới từng người nghỉ ngơi, Tô Dĩnh Siêu và Quỳnh Phương hâm nóng một bình trà, ngơ ngẩn ngồi đối diện. Hắc y nhân rốt cuộc có lai lịch thế nào? Miệng đời sói chảy vàng, đến nay không ai nói được chính xác. Hiện giờ quan sai kỳ thủ vệ giống chống khua chiêng, khắp nơi lùng bắt nghi phạm, các quỹ hà đại nhân cũng sai người tới thăm hỏi, chỉ là mọi người hứa xuông nhưng không đến, liền tống công mại cũng không gánh nổi gánh nặng, ai lại dám tùy tiện đi quàn. Hồ chính đường mờ mịt mu si, các thái y có lẽ muốn đồn đẩy có lẽ là bất lực, tóm lại bọn họ không thể làm gì được. Đứa nhỏ mốc vẫn là đứa nhỏ mốc, chim sợ cành cong vẫn là chim sợ cành cong xem ra già trẻ hồ gia chỉ có thể tự cầu phúc. Đại bại mệt thua, hắc kinh nhân dùng võ thuật siêu nhân uy chấn kinh thành, cũng dựa vào thân phận quỷ dị đe dọa lão nhân trung nguyên, bức cho chúng ra võ lâm cao thủ im như ve sầu mùa đông. Chỉ là hắc y nhân không có dự đoán được một chút, hắn bá đảo chọc giận Quỳnh Phương. Vị cô nương này có lẽ khi một mình sẽ không thể được việc, nhưng chỉ cần khi nàng gặp ngỡ âu yếm tình lang, sự tình liền sẽ có điều khác biệt ở thế gian đau khổ này quỳnh phương đã phải chịu một chút thất bại nhưng những thất bại này chưa đủ mạnh để khiến nàng sợ hãi chùn bước ngược lại hắc y nhân càng đe dọa ra trẻ hồ ra càng sẽ khiến nàng mạnh mẽ giống như hạt giống nhỏ chỉ cần có tình lang quan tâm và ủng hộ hạt giống liền có thể nảy mầm lớn lên sinh ra một dũng giả hoa trái trói lọi quỳnh phương có nhiệt tình cùng tự tin vô luận hắc y nhân kia là thần thánh phương nào nàng đều không quan tâm, điều này không đơn giản vì Hồ Chí Liêm, mà còn là vì chính nàng. Nàng muốn nói cho đám người xấu kia, nhân gian không phải địa ngục, chúng sinh không nên rơi lệ, nhân sinh nên là thiên đường hỉ nhạc nhiệt tình rào rạt, cười vui không dứt. Cứu giúp hài tử hồ ra chỉ là điều đầu tiên nàng muốn làm. Mặc kệ sự tình gian nan cỡ nào, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Siêu ca, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút quỳnh phương ngước nhìn người nàng dựa vào ôm chặt lấy tô dĩnh siêu tình lữ tay nắm tay cùng đi vào trong viện tràn đầy sương tuyết tuyết đã ngừng rơi nhìn qua ánh mặt trời ngoài phòng tuyết đọng dày đặc cành cây bạc trắng một mảnh giữa đêm khuya bốn bể vắng lặng hai người chậm rãi dạo bước gắt gao dựa sát vào nhau quỳnh phương yên lặng nhìn tình lang đột nhiên nói chỉ cần có chàng bên cạnh ta cái gì cũng dám làm Tô dĩnh siêu khẽ thở dài, hắn nhìn bầu trời đầy sao, mặc cho bông tuyết bay xuống trong tay. Quỳnh Phương thấy hắn có chút buồn bực, nhưng đừng để bị tống công mại hù là được. Đôi mắt to của nàng lưu truyền, thấy trên mặt đất có rất nhiều tuyết đọc, vỗ tay liền nói, được rồi, trước mắt đừng nói chuyện khiến người phiền lòng này. Chúng ta đắp người tuyết đi, không đợi tô dĩnh siêu nói chuyện, đã lấy tuyết trắng dày chất thành đống trước mặt mình, trong nháy mắt đã làm ra được một người tuyết. Quỳnh Phương đột nhiên nói, còn nhớ rõ không? Lần trước chúng ta làm người tuyết là khi nào? Tô Dĩnh Siêu vẫn chưa đáp lời, nhưng trong lòng lại dưng dưng. Năm đó Hoa Sơn có tuyết rơi dày đặc, vị thiếu niên trưởng môn Tô Dĩnh Siêu khổ luyện kiếm pháp không thành, phiền não rất nhiều, không còn thú vui nào khác nên chạy vào sau núi để trốn tránh, làm hết người tuyết này đến người tuyết khác. Nào biết đêm khuya, có đôi chứ không chỉ một, lại gặp một nha đầu phiền não khắc khóc nghỉ non, cũng đang giàu dĩ đắp người tuyết ở đó, đó là tiểu cô nương nữ giả nam trang trước mắt này. Hai người thanh mai trúc mã, một là thiên tài kiếm khách, một là ngọc tuyết các chủ, chính là kim đồng ngọc nữ trời sinh, cả hai mỉm cười với nhau dưới bầu trời đầy sao, khiến hậu viện vân tử hiên sinh ra tình thơ ý hòa. Quỳnh Phương ôm tuyết trắng qua, cười nói, đến lượt chàng. Tô Dĩnh Siêu duỗi tay tiếp nhận, yên lặng không nói, mắt nhìn Quỳnh Phương. Chỉ thấy nàng mỉm cười chống nạnh, nói, làm sao vậy? Không làm sao, Tô Dĩnh Siêu cười lớn, chợt cũng nổi lên tính trẻ con. Hai người chàng thêm một nắm, ta thêm một nắm, đắp người tuyết ngày càng cao hơn, một lúc sau, một người tuyết đã xuất hiện. Tô Dĩnh Siêu nhặt những cành cây khô, cắm trên đầu người tuyết, làm cái mũi hắn tay trái ôm người yêu tay phải chỉ vào người tuyết trêu ghẹo nói nhìn người tuyết tức giận này dáng vẻ rất hung dữ nàng nói xem có giống chiết nhĩ đan không quỳnh phương a à một tiếng nói muội lại thấy dựa ra rét trông nó thật ngốc, rất giống tống thông minh nói cầm cục đá nhét vào miệng người tuyết nói ăn tỏi hai người liếc mắt nhìn nhau nghĩ đến dáng vẻ một ngụm rượu một miếng tỏi của tống thiếu chủ không khỏi bật cười đại công cáo thành, hai người nhìn nhau gắn bó, nội tâm tình cảm trào dâng, lập tức xích lại gần nhau, hôn nhẹ lên môi nhau. Thấy môi tô dĩnh siêu vẫn còn sưng, Quỳnh Phương lấy khăn bọc tuyết trắng bên trong, giúp hắn trưởng đá ngăn vết thương. Quỳnh Phương mỉm cười nói, siêu ca, chàng sợ sao? Tô dĩnh siêu khẽ mỉm cười nói, sợ cái gì? Sợ nàng sao? Quỳnh Phương nghe hắn giả ngu, nhất thời không thuận theo, cởi khăn trùm đầu ra lắc mạnh tóc đẹp mị thanh nói siêu ca năm đó khi ta mặc nam trang trong lòng đã thề, chỉ cần chịu ủy khuất nhất định sẽ chống trả nói chăm chú nhìn tô dĩnh siêu nhàn nhạt, nhạt nói điều này hẳn là chàng biết tô dĩnh siêu ôm eo thon của nàng nhẹ nhàng nói lại nhớ cha nàng sao quỳnh phương không nói gì chỉ đào đất đen từ bùn tuyết làm miệng làm lông mày cho người tuyết trong giây lát đôi lông mày rậm của người tuyết cong xuống, mỉm cười thành Phật di lặc. Tô Dĩnh siêu thấp giọng nói, Phương Mũi, ra già rồi, nhiều tiên đan rượu dược cũng không thể khiến ông ấy phản lão hoàn đồng, bây giờ rất nhiều chuyện đều phải dựa vào nàng. Nàng phải học cách nhượng bộ, hiểu không? Tiếng chưa tắt, liền nghe Quỳnh Phương lớn tiếng nói, ta càng không muốn. Nàng thấy Tô Dĩnh siêu sắc mặt run rẩy, vội bò đến sau lưng hắn, tóc xóa tung trên người tình lang nhàn nhạt nói thực xin lỗi ta không phải muốn hung dữ với chàng chỉ là ta cảm thấy chúng ta không thể để kẻ xấu tiếp tục kiêu ngạo chàng nói có phải không tô dĩnh siêu cúi đầu cười lại không nói chuyện hắn nhặt những hạt thông trên mặt đất lên chơi quá đến sau một lúc lâu mới mở miệng nói phương muội có một chuyện ta vẫn luôn chưa nói cho nàng Tô Dĩnh Siêu ngày thường cười tự tin định liệu trước, rất ít lộ ra vẻ khó xử. Quỳnh Phương nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng run lên, nàng cố ý truyền chủ đề, cù vào nách hắn, trêu chọc, có việc giấu ta. Chàng và cô nương nhà nào thân mật, nhưng lại đến lừa gạt ta. Tô Dĩnh Siêu bắt lấy tay nàng, khẽ thở dài, phương muội, ta rất nhớ sư phụ. Trong lòng Quỳnh Phương run lên, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lại làm loạn. Tô Dĩnh siêu 16 tuổi tiếp nhận vị trí trưởng môn, từ đó tự học võ nghệ. Ninh Bất Phàm tuy là sư phụ hắn, nhưng thầy trò ở chung chẳng bao nhiêu, nói đến thời gian rất ngắn. Quỳnh Phương cùng hắn kết giao nhiều năm, tất nhiên là biết rõ những việc này, lập tức ừ một tiếng, ôm lấy cánh tay Tô Dĩnh Siêu, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, nói, Ninh Lão Sư là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đã thắng 800 trận, nếu ông ấy còn ở đây, chàng sẽ không cần vất vả như vậy. Tô dĩnh siêu vẻ mặt mê mang thở dài, còn không phải sao? Sư phụ đánh thiên hạ vô địch thủ, cuộc đời chưa từng thất bại. Thực sự hào khí, hắn ném quả thông, ngơ ngẩn lại nói, năm đó ông ấy cùng kiếm thần quyết đấu. Hai người đã học hỏi chân lý kiếm đạo của nhau, kiếm thần nói, thần kiếm như ta, ta là kiếm thần, thật là khí phách, khiến cả khách khứa mãn đường đều kinh ngạc. Nhưng sư phụ ta lại thành thành thật thật, bình bình đạm đạm mà trở về tám chữ, Quỳnh Phương mắt lời, nàng cầm quả thông, lột vỏ bóc vài viên cho tô dĩnh siêu đưa vào vào miệng hắn. Mỉm cười liền nói, chàng đã nói mấy lần rồi, ông ấy nói, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Kiếm thần sợ đến sắc mặt tái xanh. Tô dĩnh siêu lẳng lặng nói, kiếm thần vốn dĩ xanh mặt, không phải vì bị ai dọa sợ. Quỳnh Phương biết Tình Lang học tập người tài giỏi, mỉm cười liền nói, "Đừng nhắc tới những chuyện đã qua. Chàng còn trẻ như vậy, một ngày nào đó cũng sẽ là thiên hạ đệ nhất." Tô Dĩnh Siêu cười khổ, hắn ngước mắt nhìn bầu trời đêm, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn thấp giọng nói, "Phương Muội, là một kiếm khách, mỗi người đều có kiếm của chính mình, sư phụ có, kiếm thần cũng có. Mỗi người đều phải hiểu rõ kiếm của hắn là gì." hắn lại vì sao luyện kiếm, đây là cửa thứ nhất của kiếm khách, cũng là một ải cuối cùng. Hắn tay vỗ trường kiếm, sâu kín nói, vượt qua ải này, đừng nói là thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ liền kiếm cũng luyện không nổi nữa. Quỳnh Phương thấy hắn vẻ mặt ủ rột, trong lòng có chút lo lắng, vội nói, Ninh Lão Sư nói cho chàng đáp án không? Tô Dĩnh siêu lắc đầu nói, kiếm của mỗi người đều khác nhau, cho dù thầy trò thân thiết cũng không thể thay đổi, Đáp án này chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Hắn lại nhặt quả thông lên, nhẹ nhàng ném đi, thở dài. Ta đến nay luyện kiếm đã 12 năm, ngày đêm trầm tư, kiếm của ta là gì? Ta lại vì sao luyện kiếm? Ta rất nhiều lần cho rằng chính mình tìm được rồi. Nhưng khi đến lúc nửa đêm không người, khi trong lòng cô đơn ta liền biết chính mình sai rồi. Bởi vì ta chưa thể trả lời nghi vấn kia, Quỳnh Phương ôn nhu liền hỏi, nghi vấn gì? hoa sơn trưởng môn hai tay nâng lên trường kiếm ôm vào trong lòng ngực tự hỏi tự đáp tô dĩnh siêu ngươi vì sao luyện kiếm ngươi thật thích luyện kiếm sao mặc dù cảm giác chiến thắng rất tốt nhưng hành trình luyện tập lại gian nan huống chi là lúc thua vất vả dày vò như vậy mưu cầu của ngươi là gì sau khi chết để lại điều gì quỳnh phương biết tình lang kiếm đạo tạo nghệ cực cao nếu có thể vượt qua ải này tất nhập vô thượng cảnh giới. Lập tức ôn nhu nói, không cần miễn cưỡng, rất nhiều chuyện chậm rãi suy nghĩ, rồi một ngày nào đó sẽ thông hiểu. Tô dĩnh siêu tự hồ không biết, hắn tay cầm chuôi kiếm, ngơ ngẩn lại nói, có khi mệt mỏi, muốn từ bỏ, nhưng bỗng nhiên quay đầu, thình lình kinh giác chính mình sớm đã không đường có thể đi. Không biết khi nào, kiếm đã là hết thầy của mình, buộc ta không thể không luyện nó, không thể không tôn thờ nó, nói rồi mắt rưng rưng mắt to linh khí nháy mắt biến mất trở nên ảm đạm không ánh sáng hắn truyền nhìn quỳnh phương thấp giọng nói ta vẫn luôn có cảm giác sư phụ tìm lầm truyền nhân quỳnh phương a à một tiếng hoảng nói chàng đừng suy nghĩ miên man ninh đại hiệp là thiên hạ đệ nhất cao thủ ánh mắt ông ấy sẽ không sai tô dĩnh siêu cũng không phản bác chỉ là suy nghĩ xuất thần quá đến sau một lúc lâu đột nhiên nói phương muội nàng gặp sư phụ ta chưa lần cuối cùng ninh bất phàm lộ mặt chín là tại đại hội phong kiếm thoái ẩn quỳnh phương năm nay bất quá hai mươi mấy tuổi lúc ấy càng chỉ là nữ đồng nho nhỏ tất nhiên là không có duyên gặp nàng lắc đầu nói ta phúc mỏng không có duyên gặp gỡ bằng không nếu có thể được vị tổ sư gia này chỉ điểm chắc chắn có bổ ích vô hạn ai hận chỉ hận chính mình tuổi tắc nhỏ không thể sánh vai cùng hào kiệt. nàng lộn rộn nói đại một đoạn, lại nghe tô dĩnh siêu nhẹ nhàng cười ngắt lời nàng, vậy thì nàng sai rồi. nếu nàng thật muốn trở thành một kiếm khách, thì không nên biết sư phụ. quỳnh phương không biết hắn vì sao lại nói như vậy, nhất thời miệng hơi hé mở, không biết nói gì tiếp. tô dĩnh siêu đạm đạm cười, đặt thanh trường kiếm xuống, nói cùng thời đại với ninh bất phàm là một loại bất hạnh. Quỳnh Phương có chút kinh ngạc, lẩm bẩm, chàng, lời này của chàng là. Tô Dĩnh Siêu thở dài ví dụ như Phó Sư Túc Ta kiếm pháp cao siêu, nói đến cũng là nhất đẳng nhất danh gia, đáng tiếc ông ấy ngàn đối vạn đối, lại sinh nhầm thời đại. Nàng nghĩ mà xem, trước mặt sư phụ ta, ngay cả kiếm thần cũng chỉ là tài trí bình thường, huống chi là Phó Sư Túc Ta. Sư Túc vất vả luyện cả đời, kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, nhưng thiên hạ có ninh bất phàm, ai còn để ý một phó nguyên ảnh. Cuối cùng chỉ có thể bừa bãi vô danh mà lưu lạc đến Bắc Kinh, làm việc cho gia nàng. Mỗi lần nhìn thấy ông ấy, lòng ta đều rất khổ sở. Ngọc Thanh Quan hào kiệt xuất hiện lớp lớp, triệu lão ngũ, hoa sơn song quái đều thuộc môn nhân một thời, 18 vị sư huynh đệ thanh tráng mạnh mẽ một thời, đồng môn tuy nhiều, nhưng ninh bất phàm võ công siêu tuyệt thiên hạ môn nhân còn lại khó có thể thấy được bóng lưng, chư huynh đệ ấn theo quy củ tổ tông Hoa Sơn, sau khi nghệ thành có thể rời khỏi môn phái. Phó Nguyên Ảnh là một trong số đó. Mãi cho đến trước khi trưởng môn thoái ẩn, chư đại trưởng lão nhận lệnh trở về núi, Phó Nguyên Ảnh mới mang theo gia quyến, ngàn dặm xa xôi về xem, phụ tá Tô Dĩnh Siêu mấy năm. Quỳnh Phương tuy rằng quen thuộc những việc này, trong lòng lại cũng không dự đoán được, Vị phó sư Phạm Ôn Văn nho nhã kia lại có đoạn tâm sự này. Tô Dĩnh siêu thở dài, chậm rãi đứng dậy, tự đi đến trong viện, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm chuôi, phát ra một tiếng vang lớn, kiếm ra khỏi vỏ, nghênh hướng đầy sao vô hạn. Hắn chăm chú nhìn trường kiếm của mình, nghiêm nghị nói, "Phương muội, mỗi người đều có kiếm của chính mình, ta cũng vậy. Nếu ta không tìm được con đường của riêng mình, ta sẽ chẳng là gì cả." thậm chí cái bóng cũng không phải. Bông tuyết khắp nơi, đầy trời sao sáng làm bạn với trưởng môn hoa sơn đời thứ 10. Chỉ thấy hắn giơ đôi tay lên cao, trôi kiếm chạm vào chán, cầm kiếm như hương. Quỳnh Phương thở nhẹ một tiếng, tim không khỏi nhảy thình thịch. Nàng trong lòng minh bạch, tình nhân muốn ra chiêu kiếm pháp kia, tuyệt chiêu được xưng võ học cực giới vô thường. Tam đạt kiếm thức thứ hai, nhân kiếm trấn âm dương được biết đến là đệ nhất võ học tiền triều, là võ đạo huyền quan đến nay không người vượt qua. Dưới con mắt nhìn chăm chú của người trong lòng, thiên tài kiếm khách phát động tuyệt học, chỉ thấy mũi kiếm xoay tròn như bàn, độ dính trong lòng bàn tay là yếu tố quyết định thành bại của anh ta, khí không thể quá mặt, lực không thể yếu nhược, cần phải ngộ ra một chữ nhân này mới có thể sử dụng một cách thích hợp. Mũi kiếm xoay chuyển cực nhanh, lại không nghe thấy mảy may tiếng xé gió vang lên tháng chạp gió lạnh thổi quét bông tuyết dần dần rơi xuống nhẹ nhàng rơi xuống kiếm quang một âm thanh trói tai vang lên trong viện dung chuyển một tiếng trường kiếm bay ra đâm vào thân gỗ khô khiến con sóc nhỏ đang nằm trong hốc cây giật mình nhất kiếm này lực đạo quá mãnh trôi kiếm hãy còn chấn động không ngừng đây không phải là chiêu thức vương đạo phục người cho nên cũng không phải là tủ chiêu thiên hạ đệ nhất. Trưởng môn đời thứ 10 ngạc nhiên ngã ngồi, ngơ ngẩn nhìn đầy trời đầy sao. Đây không phải nhân kiếm, cho nên hắn rõ đầu rõ đuôi bị hắc y nhân đánh bại, đại thất bại. Quỳnh Phương chưa bao giờ thấy tình lang nản lòng như vậy, nhất thời tâm sinh không đành lòng, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta trở về phòng đi. Bên tai truyền đến tiếng kêu gọi ôn nhu, dưới sự an ủi của Quỳnh Phương, Tô Dĩnh Siêu đành phải đứng dậy, hắn bước chân chậm chạp, đặt tay trái trên vai tình nhân, Quỳnh Phương hôn hắn, để Tô Dĩnh Siêu tựa trong lòng ngực nàng. Tô Dĩnh Siêu cười khổ, nhưng mới đi được vài bước, cổ họng liền đã khẽ thở dốc. Âm thanh đó không giống tiếng thở dài, cũng không giống tiếng khóc nức nở, ngược lại như là... Như là... Nôn mửa, một ngụm máu tươi lớn phun ra, đó là tiếng hộp máu. Giữa tiếng thét chói tai của Quỳnh Phương, hai đầu gối tô dĩnh siêu rốt cuộc không chịu đựng được cơ thể mình, huỵch một tiếng, đã quỳ dạp xuống đất. Sợi dây trói buộc đã bị đứt, số mệnh suốt 11 năm gian khổ, không ngừng bảo vệ danh thiên hạ đệ nhất bất bại, gánh nặng vượt qua tuổi tác cuối cùng đã đè bẹp đôi vai thiếu niên. Từ 16 tuổi tiếp nhận môn hộ hoa sơn, thiếu niên mất đi sư phụ, một mình dẫn dắt đồng môn vượt qua loạn thế trong từng hồi sóng to gió lớn chờ đợi một ngày phá kén. Hiện giờ hắn rốt cuộc bại, máu tươi từ cổ họng toát ra, lầm bầm vô ngữ, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng biến thân mình tô dĩnh siêu phơi dưới mặt đất thành hắc ảnh trầm mặc. Bóng dáng không phải chân chính thiên tài, cũng không phải thiên hạ đệ nhất, bại lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Sau khi đường trường thắng bất bại bị gián đoạn, liệu có phải là thua không ngừng, từ đây binh bại như núi đổ. Mặt chạm vào bụi bằm, hắc ảnh cùng bản nhân hợp làm một, trở thành hòn đá hèn mọn vẫn không nhúc nhích. Quỳnh Phương nhìn tình lang ngã xuống đất không dậy nổi, nhất thời đôi tay che mặt bật khóc lớn. Phó Nguyên ảnh ôm tô dĩnh siêu trở về, để hắn nằm trên giường hồi phục. Quỳnh Phương mặc dù bận rộn cả đêm, nhưng giờ phút này vẫn cố giữ tinh thần. Nàng tay cầm bông, ngồi bên cạnh giường, nị thanh nói, dĩnh siêu, nào, bôi thuốc trước. Cửa phòng khép lại, đêm khuya tĩnh lặng, không còn người khác quấy dày, cũng chỉ có ở ngay lúc này mới có thể giảm đau chữa thương. Chỉ là tô dĩnh siêu không nói một lời, nghe tiếng gọi, chỉ quay mặt vào tường chưa từng xoay người lại. Quỳnh Phương lại gọi vài tiếng nhưng không có tiếng trả lời, nàng cắn môi dưới, si ngốc nhìn bóng lưng tô dĩnh siêu. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của tình lang. Hắn vốn là một người thong dong rộng lượng, tự tin lạc quan, nhưng bây giờ hắn trở nên nản lòng thống khổ như thế, không nói chuyện với mình. Quỳnh Phương đặt bông vải xuống, khóe mắt bỗng nhiên đã ươn ướt. Giờ khắc này làm nàng nghĩ đến ra. Năm đó khi cha bệnh tình nguy kịch, ra liền ngồi ngây ngốc như vậy. Hắn đưa lưng về phía chính mình, vẫn không nhúc nhích, giống như một người chết ngồi quá khứ bi thảm lại hiện ra, Quỳnh Phương liền như chính mình 20 năm trước bó tay không biện pháp, chỉ có thể rơi nước mắt âm thầm khóc. Hoa sơn môn nhân vây quanh ở bên giường bệnh, mắt thấy Quỳnh Phương đầy mặt nước mắt, bản tính quay lớn tiếng hét lên, đổ tôn, Quỳnh Tiểu Thư đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại giống bộ dáng chết gì vậy? Quay mặt vào tường suy nghĩ a à, nói nhấc chân lên giường, vừa định đá thì mọi người vội vàng kéo ra vì cân quái không biết hắn mắc phải loại bệnh quái gì, vội vàng khuyên nhủ, trưởng môn đồ tôn buồn chuyện gì sao? Người nhìn chiếc nhĩ đan bị ngươi đánh đến mặt xám mày cho, tống thông minh, tông trạch tư ba đều không chịu nổi một kích, chỉ một mình ngươi bảo vệ ai cuối cùng, hắc, ai mới là người thắng khôi tinh trên ngũ quan ngày sau mọi người không khó hiểu rõ. Bản tính quái cười ha ha, quát thiên hạ đệ nhất. Đó là bốn chữ này bản tính quái từ trước đến nay nói chuyện không hề kiềm chế, nhưng lúc này lại cũng không phải hồ môn loạn ngữ, hắc y nhân không đâu địch nổi, xuống tay cực kỳ nặng, dù là chiết nhĩ đan, tống thông minh, hay là ngọc xuyên tử, tông trạch tư ba, cao thủ hai nước Hán mông hoặc chật khớp, hoặc trúng trường, đều rơi vào kết cục thảm bại trọng thương, lại chỉ có mình tô dĩnh siêu bảo vệ môn hộ cuối cùng, đánh lui hắc y nhân. Bảo vệ ái tử chính đường của Hồ Chí Liêm công tích như thế, tự nên mạnh mẽ tuyên dương một phen. Mọi người đi ra ngoài, chúng môn nhân nghe được lời này, đều ngây ngẩn cả người, mọi người quay mắt nhìn qua, chỉ thấy phó nguyên ảnh ánh mắt trầm liễm, ngón tay chỉ ngoài cửa, thấp giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, để trưởng môn một mình một lát. Trần Đắc Phúc vốn luôn rất có năng lực, lập tức chạy tới, thấp giọng nói chuyện với hai vị sư thúc tổ, rồi dẫn hai lão rời đi môn nhân lần lượt rời đi phó nguyên ảnh thấy quỳnh phương hãy còn ở lại trong phòng hắn thở dài nói tiểu thư người cũng cần phải ra ngoài quỳnh phương hoảng nói vì vì sao phó nguyên ảnh hốc mắt hơi đỏ lên thấp giọng nói bởi vì hắn là một kiếm sĩ kiếm sĩ quỳnh phương nước mắt trào ra thoáng chốc ưm ư một tiếng khóc dòng nói ta mặc kệ kiếm gì thân ảnh tiểu nữ nhi nhào lên giường ôm chặt chỗ dựa trong lòng bi thanh nói dĩnh siêu nhìn ta nói chuyện với ta chàng không thể ngã xuống không thể vào ngày cha qua đời quỳnh phương đã bỏ đi chiếc váy nữ nhi bình thường nàng thay cha trở thành thiếu các chủ vân tử hiên từ đây cũng thay cha gánh vác hy vọng của gia để lão nhân gia sống với hy vọng hiện giờ vì tình lang yêu nhất nàng không chỉ có thể ném xuống phấn mặt má hồng mà còn có thể vứt bỏ mạng sống quý giá nhất của mình Dĩnh siêu, nói cho ta, chàng nhất định có thể đứng lên. 6. Chương 6 vĩnh viễn không chịu thua, hồi 2. Kết thúc chương 6. Vân Tử Hiên ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào qua khung cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng pháo trúc từ xa, trời sắp rạng sáng, năm mới sắp đến, một đêm này cuối cùng cũng kết thúc. Quỳnh Phương nằm trong hương khuê, ngơ ngẩn không nói. Hương khuê chỉ chỗ ở của nữ nhi, tại một đêm này đã không còn nhìn thấy tỉnh lang mình từng biết rõ thanh niên kiếm hiệp thong dong tự tin đã bị đánh ngã xuống đất không thể đứng dậy nổi nữa quỳnh phương đã lâu không khóc từ sau khi tiếp quản vân tử hiên cơ hồi cũng không rơi một giọt nước mắt nhưng tối nay nàng thực sự khóc một hồi thật kỳ lạ đây vẫn là thành bắc kinh sao tỉnh lang đường đường là trưởng môn hoa sơn là chủ tướng cuối cùng của khôi tinh chiến ngũ quan Hồ Chí Liêm là tiến sĩ bảng nhãn danh khắp thiên hạ, lễ bộ thị lang đại nhân tiếng tăm lừng lẫy, sao lại lưu lạc đến cảnh bó tay không biện pháp. Sự tức giận của Quỳnh Phương không ngừng dâng lên, lại hận lại bi, chán ghét giờ khắc này, chán ghét cái loại bất đắc dĩ này, chán ghét cái loại thống khổ này, chán ghét cái loại bó tay không biện pháp bi thuần này. Đánh trả, dầm một tiếng, chiếc bàn bị lật, gió thu cuốn hết lá vàng, toàn bộ bát trà trên bàn đều rơi xuống đất, vang lên tiếng len keng, vỡ vụn khắp sàn nhà. Nàng chưa thỏa mãn, bừa bãi điêu ngoa, lại đá tung tù quần áo, vứt hết xiêm y nho giáo bên trong ra ngoài, thoáng chốc tìm thấy một dương gỗ lớn. Thế gia quyền quý đệ nhất đương triều, vô số thần khí bảo vật chân quý, dương gỗ này chứa đựng những di vật cha truyền lại cho nàng, cũng là chấn phủ chi bảo của Quỳnh gia mắt phượng xinh đẹp lấp lánh, Quỳnh Phương ngồi xổm cúi người, nhặt một thần vật từ trong bảo dương lên. Thua thế nào chúng ta sẽ đòi lại như thế? Quỳnh đại tiểu thư má hạnh bừng đỏ, nhìn vào điều súng hoàn khí khiếp người. Điều súng súng bắn chim. Súng hai nòng được truyền lại từ Tây Vực, có khóa nòng nạp đạn. Đây là loại súng bắn liên thanh độc nhất vô nhị trên đương thời, cũng là lễ vật nàng nhận được khi 16 tuổi. Nếu súng này bị tống công mại nhìn thấy, lão nhân này nhất định sẽ nhảy dựng lên vì kinh hãi, bởi trên tay cầm súng có khắc hai chữ mà vàng khiến hắn sợ hãi, là Giang Dung. Điều súng này là bội thương tùy thân của Thái Sư Tiền Triều, cũng là dấu vết duy nhất hắn di lưu nhân gian. Bàn tay mềm mại mở báng súng, nạp đầy đạn, nàng dơ súng lên, nghiến răng nghiến lợi, nhắm mục tiêu ngoài cửa sổ, nợ máu phải trả bằng máu, gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng, đây mới là tín ngưỡng của nàng. Lúc này Quỳnh Phương chỉ nghĩ không từ thủ đoạn, băm vằm hắc y nhân thành 17, 18 mảnh, cái gì giang hồ quy củ, võ lâm giáo điều, nàng không muốn quản. Nổ sung bắn, bẫy dập bắt giữ, dù dùng phương pháp nào, tóm lại nàng phải bắt được hắc y nhân. Không có gì có dám hay không, chỉ cần hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ làm được, đây chính là tính tình của thiếu các chủ Quỳnh Phương nàng không chỉ có vẻ đẹp của một nữ nhi mà còn có kiến thức chân truyền một thế hệ. Trên đời này chỉ có ba người quản được nàng, một là Gia, một là Cô Cô, còn một là Tình Lang. Không phải nàng sợ những người này, mà là nàng rất yêu những người này, nàng không muốn người thân của mình chịu một chút tổn thương. Cũng là vì thế, chỉ cần có thể khiến Tình Lang chuyển biến tốt đẹp, nàng nguyện ý làm mọi điều. Nàng nhét súng vào thắt lưng, đang muốn đóng nắp bảo dương lại, bỗng nhiên chớp mắt, nhìn thấy một vật khác được ấn ở dưới đáy. Ngọc như ý, đây là vật phẩm cát tường cho các gia đình giàu có thưởng thức, có thể được làm bằng ngọc bích hoặc đồ sơn mài, thường được cầm trong lòng bàn tay để biểu thị thân phận hiền hách tôn quý. Viên ngọc như ý này đã được tổ tiên Quỳnh Gia sử dụng. Mỗi người đều có hồi ức của chính mình, cho dù tuổi tác nhỏ như Quỳnh Phương, cũng không ngoại lệ. Ngọc như ý này là di vật của cha, cũng là bảo vật mà khi còn sống không bao giờ rời tay, chỉ vì nó được chính tay mẫu thân tặng. Chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân, thời khắc mình chào đời mẫu thân đã chết, từ đó trở đi chỉ có một bức họa chân dung làm bạn, người cha ngơ ngẩn ôm nhọc như ý trên tay. Quỳnh Phương run rẩy đôi tay, ôm ngọc như ý vào lòng, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Nói đến nàng không nên khóc, cha đã chết mười mấy năm, có đôi khi đêm khuya mộng hồi nàng thậm chí nhớ không nổi hình dáng của cha nhưng có lẽ đúng là như thế nàng mới càng muốn khóc cửa hương khuê truyền đến tiếng gõ cửa quỳnh phương lau nước mắt giấu như ý dưới gối rồi mở cửa ra người trước mắt diện mạo thanh tú đúng là vũ phong tiên sinh phó nguyên ảnh quỳnh phương tâm nhớ tô dĩnh siêu mắt thấy phó nguyên ảnh sắp mặt ngưng trọng vội hỏi nói dĩnh siêu tốt hơn chút nào chưa Phó Nguyên Ảnh đang định nói chuyện, chợt thấy Quỳnh Phương đầy mặt nước mắt, lại thấy đầy mảnh sứ trên sàn nhà, bàn ghế đông phiên tây đảo, như thể một trận chiến lớn đã diễn ra. Hắn ngơ ngẩn suy đoán, liền nói, đại tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài một chút. Khi xung quanh không có ai, Phó Nguyên Ảnh luôn gọi nàng là đại tiểu thư, mặc kệ Quỳnh Phương có nguyện ý hay không. Dần già, Quỳnh Phương cũng đã quen với điều đó hai người rời khỏi phòng ra cửa vân tử hiên ở vùng ngoại thành của kinh thành bao phủ một khu vực rộng lớn phó nguyên ảnh càng đi càng xa đi ra khỏi cửa bước về phía ngoại ô lúc này vẫn còn là sáng sớm thời tiết lạnh lẽo không thấy một bóng người đi đường nào quỳnh phương thật sự kiềm chế không được nhất thời sông về phía trước chặn đường kiều thanh nói phó sư phạm rốt cuộc dĩnh siêu làm sao vậy Phó nguyên Ảnh thấy đại tiểu thư đầy mặt nôn nóng, mỉm cười ấm áp nói, đừng gấp, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện rất quan trọng, trăm triệu không thể để người ngoài nghe lén, đến cánh đồng rộng phía trước đi. Giờ phút này trên đường không thấy nửa bóng dáng người đi đường, Phó Nguyên Ảnh còn thận trọng như thế, Quỳnh Phương cảm thấy có chút dùng mình, mới biết được sự tình không tầm thường. Trên đường đi, đôi chân của Phó Nguyên Ảnh dần dần nhanh hơn, lại là vận khởi khinh công. Vị sư phạm kiếm pháp này tuy không nổi danh vì khinh công, nhưng hắn qua tuổi 50, nội lực tinh vi, trường lực ổn định, Quỳnh Phương lao tới đuổi kịp, chạy đến mặt đỏ tay hồng, nàng một đêm không ngủ, cảm thấy mỏi mệt, trời tối mịt nên phải cố gắng lắm mới đuổi kịp được, mấy dặm đầu có thể nhắm mắt theo đuôi, không chờ tay kịp liền đã tụt lại phía sau. Mấy dặm sau, có tiếng sông chảy, phóng mắt nhìn lại, trước mặt là một vùng sương mù băng giá rộng lớn không thấy bóng người sư phạm quỳnh phương chạy vội sớm đã thở hồn hển không ngừng nàng chậm rãi hồi lực điều hòa hô hấp há mồm thở nhẹ nói phó sư phạm ngươi ở đâu hét vài tiếng không thấy bóng người trong lòng cảm thấy buồn bực đang định quay đi tìm người bỗng nghe soát một tiếng bên cạnh hắc ảnh hiện lên tiếng gió gào thét lại có một thanh trường kiếm đâm thẳng đến quỳnh phương tâm hạ kinh hãi đây là người nào vì sao phải mai phục tại đây? Sắc trời khói mù, bao bọc thân hình người nọ thành một quả cầu mù sương, thoáng chốc kiếm quang chớp động, liên tục đoạt chiêu. Quỳnh Phương vội vàng xoay người né tránh, quạt sắt theo đó làm thủ thế rồi tấn công về phía địch nhân. Người này thay đổi chiêu thức rất nhanh, trường kiếm nhanh chóng tránh được chiếc quạt, vẫn đâm thẳng đến, mảy may không hề dừng lại. Đối phương công lực trầm ổn, khôn ngoan tinh vi, vượt xa mình. Quỳnh Phương mỉm cười thay vì ngạc nhiên, nói, sư phạm, ngài đang đùa ta sao? Nàng tuy rằng vạch trần thân phận đối phương, người nọ lại không hề có ý định hoãn tay. Quỳnh Phương cũng rất lớn gan, có định kiến trong lòng, lập tức đứng yên, mặc cho địch nhân đánh về phía mình. Khi thanh kiếm sắp lao tới, tính mạng đang gặp nguy hiểm, Quỳnh Phương lại làm ra vẻ đại tiểu thư, mảy may không tránh, bỗng nghe người nọ quát, mau sử dụng, huy tự quyết bộ thiết phiến công chính là võ nghệ thế truyền quỳnh gia có 16 tự quyết bao gồm điểm chọc đẩy vung quét đánh tấn công đề chờ người ngoài không thể nào biết được người tới tất là phó nguyên ảnh không thể nghi ngờ quỳnh phương sớm đã dự đoán được như thế trong lòng liền cười nếu ngươi thực sự muốn giết ta thì ta sẽ nhận thua tay trái đẩy ra thiết phiến nhất thời hoa lửa văng khắp nơi mặt quạt như tấm khiên vừa lúc chặn lại mũi kiếm, Godsen tiến đến gần, thân ảnh duyên dáng quay lại, tay cầm quạt kêu một tiếng, đã đánh vào hướng địch nhân. Hai người lấy mau đánh mau, người nọ phát huy chiêu thức, Quỳnh Phương cũng sử dụng bộ phiến pháp vô cùng nhuần nhuyễn. Hai bên giao đấu mười chiêu, cuối cùng cũng đi đến chiêu cuối cùng, tú phượng hí hoàng, chợt thấy thiết phiến trong tay cứng đờ, xương quạt bị kẹp giữa hai ngón tay, lập tức thu liễm mi đẹp, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên vị kiếm hiệp trước mặt mi mỏng mày phượng, hơn 50 tuổi, đó là vị gia thần mà ra dùng số tiền lễ vật lớn mời về, phó nguyên ảnh. Tô dĩnh siêu giao đấu với hắc y nhân, vốn chỉ bị một chút vết thương nhẹ, không giống như đám người tống thông minh bị gãy cổ tay và xương, nhưng không biết vì sao hắn lại hộp máu ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới làm phó nguyên ảnh lòng tràn đầy yêu phiền, dẫn mình đến bên bờ sông Vĩnh Định. Quỳnh Phương thu hồi thiết phiến, đặt tay trái bên hông, mắt đẹp ngoái đầu nhìn lại, lại cười nói, phó sư phạm, người suýt nữa đánh hỏng rồi ta. Không sợ ta về nhà tìm ra nói sao? Nhưng thấy Quỳnh ra tiểu thư tay trái chống nạnh, tinh mục tuệ mắt, quyên du yêu kiều, tuy nam trang, nhưng so với nữ tử tầm thường càng thêm mỹ diễm. Phó Nguyệt Ảnh không dám nhìn vẻ đẹp của nàng nhiều, lập tức cha kiếm vào vỏ khụ nói, phó mộ thất lễ. Thiếu các chủ võ công tiến nhanh, không uổng công ngày thường khổ công tu luyện. Quốc trưởng nếu biết được, tất vui mừng vì Quỳnh gia có người kế tục. Quỳnh Phương lắc nhẹ thiết phiến, lại cười nói, hay cho hống, tự quyết. Thiết phiến công điểm chọn đâm thọc, huy quét sái toàn, cộng phân 16 tự quyết, nhưng không có chữ hống, nói như thế, tất nhiên là nói giỡn. Hống ở đây có thể hiểu là dỗ dành. Vào mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, băng tuyết trôi trên sông Vĩnh Định, chìm rồi nổi như sông băng. Hai người đứng bên bờ sông, nhìn thấy phó nguyên ảnh vuốt sâu không nói gì, có chút ngạc nhiên, Quỳnh Phương nhớ mong tô dĩnh siêu, liền nói, sư phạm, dĩnh siêu đến tột cùng sao vậy, có thể nói cho ta biết được không? Phó nguyên ảnh không nói một lời, chỉ từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Quỳnh Phương. Quỳnh Phương chăm chú nhìn, thấy gỗ đã lấm lem lớp sơn cũ, hình dạng cổ xưa, nhìn ra được niên đại xa xăm, nàng trong lòng khẽ dùng mình, đã biết đổ dấu trong hộp tất có lai lịch trọng đại. Phó Nguyễn Ảnh giải thích nói, năm đó trước khi trưởng môn sư huynh bất phàm của ta phong kiếm thoái ẩn, đã truyền lại hai việc quan trọng. Ông duỗi tay, mở hộp gỗ ra, để lộ lớp lót bên trong hộp. Bên trong hộp có một cuốn kinh thư, có viên bi đất, cả hai món đồ đều dùng lụa bao bọc, cực thấy thận trọng. Phó Nguyễn Ảnh cầm kinh thư lên, thấp giọng nói, hoa sơn tam đạt kiếm cổ phổ, đây là cuốn đầu tiên. Nhìn vào cuốn sách cổ, đúng là Ngọc Thanh Trấn Sơn Chi bảo, tam đạt kiếm nguyên văn cổ sách. Thiên hạ đệ nhất kiếm liền trước mắt. Quỳnh Phương che miệng kinh hô, dưới sự tò mò, muốn đưa tay lật nó ra. Phó Nguyễn Ảnh từ trước đến nay khôn khéo, nhất thời nhìn thấu tâm tư nàng, lập tức mỉm cười nói, tiểu thư vốn là người núi ta, nếu muốn lật xem, cũng không có gì. Quỳnh Phương chớp chớp mắt, ngọt ngào cười, lại không duỗi tay. Năm đó hai trẻ vô tư, Phó Nguyên Ảnh là người thường đứng ở giữa hòa giải. Nói đến thì giống như bà mối của hai người. Phó Nguyên Ảnh thấy nàng rút tay về, mỉm cười liền nói, đại tiểu thư, cứ việc lật xem, không sao đâu. Quỳnh Phương ạt phiếm đỏ ửng, lắc lắc đầu, xấu hổ nói, qua năm sẽ xem sau khi ăn Tết sẽ là lúc nàng gả vào nhà họ Tô. Đến lúc đó Tô Dĩnh Siêu không chỉ là trưởng môn Hoa Sơn mà còn là nam chủ nhân của Tử Vân Hiên, mà chính mình cũng sẽ được coi là môn nhân Hoa Sơn, nghĩ đến cũng thật thống khoái. Phó Nguyên Ảnh không tỏ ý kiến, thu kinh thư trở về. Quỳnh Phương thấy trong hộp còn có một viên bi đất sẫm màu, đan không giống đan, dược không giống dược, cũng không có gì đặc biệt, nàng có chút tò mò, có chút khó hiểu, liền hỏi nói, đây là cái gì? Phó Nguyệt Ảnh cầm bi đất trong tay, nhẹ nhàng cười, nói, đây là chỗ dựa trong lòng của tô trưởng môn. Quỳnh Phương A à một tiếng, hỏi ngược lại, dựa vào. Phó Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, hắn cầm bi đất, nói, năm đó sư huynh thoái ẩn, trước khi đi để lại một viên bi đất, nói rằng nếu các đệ tử của núi chúng ta sau này gặp phải chuyện không thể giải quyết, hãy nhìn nát bi đất này, tự có thể tìm được đường giải quyết. Quỳnh Phương có chút ngạc nhiên, nàng tuy cùng trên dưới hoa sơn quen biết, lại cũng không biết việc này. Phó Nguyệt Ảnh nói, mười mấy năm qua, giang hồ môn phái nhiều lần đấu đá, mỗi khi việc luyện tập võ thuật không xuân sẻ, khi đồng môn không phục, dĩnh siêu đều sẽ một mình đi đến cánh đồng bát ngát, cầm viên bi đất này trầm tư. Hắn cầm viên bi đất trong tay, thấp giọng lại nói, lần đầu tiên dĩnh siêu lấy ra viên bi đất này, chỉ có 17 tuổi. Năm ấy hắn khổ luyện chi kiếm không thành, chỉ có thể tránh môn nhân, lén đi vào sau núi, ta trộm theo hắn, nhìn hắn ngồi ở đỉnh núi, cầm viên bi đất này, khóc suốt hơn một canh giờ. Quỳnh Phương cả kinh nói, khóc, dĩnh siêu hắn sẽ khóc, ta, ta không tin, phó nguyên ảnh khẽ mỉm cười nói, nó là một đứa trẻ mạnh mẽ. Người trước người sau, nhất phái thong dong tuyệt không hiền lộ nửa điểm tâm sự chỉ là nó no gấu như thế nào, lại không thể gạt được sư thúc ta đây. Năm đó Ninh bất phàm thoái ẩn, hoa sơn vì vậy mà suy sụp, thực sự mai danh ẩn tích mấy năm, sự việc cách lâu ngày, khó khăn dựa vào chi kiếm tô dĩnh siêu lại lần nữa khai hỏa danh hào. Có thể nói, Ninh bất phàm thật sự biết cách nhận biết người, nhưng nói cách khác, gánh nặng đối với tô dĩnh siêu vượt xa người ngoài có thể tưởng tượng. Quỳnh Phương than nhẹ một tiếng, gật đầu, nổi lên cảm giác thương hại. Phó Nguyên Ảnh lại nói, một hồi lại một hồi, mỗi lần nó thất bại, không trôi chảy, luôn là một lần lại một lần lấy ra viên bi đất này, không biết có bao nhiêu lần muốn niết phá nó. Chỉ là viên bi đất này có thể dùng được, Trung quy cũng chỉ có thể niết phá một lần, sau này nếu gặp phải khó khăn, không có bi đất, hắn cũng không có một đạo cuối cùng dựa vào, hắn thở dài, rồi nói tiếp, năm này sang năm nọ bi đất này trước sau bảo tồn bất động hai từ cầm bi đất cũng dần dần lớn lên trở thành đệ nhất cao thủ núi ta quỳnh phương yên lặng nghe tâm sự tình lang trong lòng sinh ra vạn đoan nhu tình sâu kín nói phó sư phạm dĩnh siêu rốt cuộc làm sao vậy phó nguyên ảnh thở dài nói hắn bị bệnh quỳnh phương trong lòng run lên vội nói bị bệnh hay là hay là hắc y nhân dùng đâu phó nguyên ảnh lắc đầu thở dài nói cũng không phải. Nó là tâm sinh lạc đường, mắt thấy Quỳnh Phương ngơ ngẩn không nói, Phó Nguyên Ảnh thấp giọng lại nói, lần này bại trận, không chỉ đánh bại nó, cũng phá hủy kiếm đạo của nó. Nếu nó không thể lại lần nữa tìm được tự mình, chỉ sợ, chỉ sợ, thoáng chốc nặng nề thở dài, lắc đầu nói, vĩnh viễn đều không thể sử dụng kiếm. Quỳnh Phương kìm nước mắt, quay đi, thấp giọng nói, phó sư phạm. Nói cho ta, chúng ta có thể giúp hắn thế nào? Phó Nguyên Ảnh thở dài, nói, ta phải cầu viện trưởng môn trước. Bỗng nghe thấy tiếng sóng, dùng lực trên tay, viên bi đất kia vỡ vụn. Quỳnh Phương che miệng kinh hô, nói, ngươi, ngươi phá vỡ nó, Phó Nguyên Ảnh tay phải nắm tay, mặt hướng Quỳnh Phương, dứt khoát nói, suốt 11 năm, Ninh Sư Huynh không rõ tung tích. Hiện giờ nên là lúc tìm ông ấy trở về, Quỳnh Phương a à một tiếng, nói ông ấy ông ấy không phải thoái ẩn sao thật sẽ nguyện ý trở về sao phó nguyên ảnh lắc đầu nói mặc kệ ông ấy có trở về hay không ta đều có biện pháp buộc ông ấy trở về quỳnh phương lẩm bẩm ngươi là nói dĩnh siêu phó nguyên ảnh khẽ mỉm cười lắc đầu nói không phải hắn chỉ vào quỳnh phương nói lại cười nói người đó là vương bài của ta chỉ cần người nguyện ý ra mặt nói tốt ông ấy nhất định sẽ trở về. Quỳnh Phương đầy mặt tò mò, không biết chính mình có thần kỳ pháp lực bậc này. Nàng tuy rằng thông tuệ biết điều, nhưng không biết gì về ninh bất phàm. Đừng nói đến sở thích của vị cao thủ này, ngay cả tướng mạo chiều cao cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao nàng có thể tìm được người. Nàng mờ mịt khó hiểu, nhất thời chỉ chớp chớp mắt, nhìn phó nguyên ảnh. Phó nguyên ảnh lại cười nói, ta không phải đùa người người có hai thân phận, Ninh trưởng môn chỉ cần thấy người, tất nhiên cùng người trở về. Quỳnh Phương xinh đẹp cười, ta thực xấu, còn có ta thực ngu ngốc. Phó Nguyên Ảnh cười ha ha, nói, tiểu thư diễm quan quần Phương, tú ngoại tuệ trung, quả thật mỹ nữ trong ngàn có một, nếu nói xấu, chẳng phải thẹn sát nữ nhi thiên hạ sao? Quỳnh Phương mỉm cười nói, phó sư phạm tài ăn nói như vậy, không vào chiều làm quan, cũng thật đáng tiếc phó nguyễn ảnh bị nàng nói đến nói không được hắn cười một trận mới vừa rồi nghiêm mặt nói thứ nhất người là tức vụ chưa qua cửa của hoa sơn là người yêu thương nhất nhất trong lòng tô trưởng môn nhà ta vì lý do này chỉ cần người tìm tới cửa ninh sư huynh không thể không gặp người quỳnh phương mặt đỏ bừng trong lòng tràn đầy ngọt ngào nhịn không được cúi đầu thấp giọng nói lý do thứ hai thì sao phó nguyễn ảnh nói lý do thứ hai không thể đơn giản hơn người họ quỳnh vì chữ này ông ấy chắc chắn không thoái thác được quỳnh phương lúc đầu còn xấu hổ bỗng nghe lời này trong lòng lại kinh ngạc vội vàng nói ông ấy ông ấy nợ nhân tình ông nội của ta sao phố nguyên ảnh nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của quỳnh phương lắc đầu nói người đừng hỏi nhiều có một số việc không tiện nói cũng không thể tùy tiện nói tóm lại chỉ cần ninh trường môn gặp được người vô luận ông ấy tránh ở chân trời góc biển tất chuẩn bị hành trang xuất phát quyết vô chối từ đường sống phó nguyên ảnh ngửa lòng bàn tay lên trời bên trong viên bi đất có một dòng chữ nghe hắn dứt khoát nói đến đây đi chúng ta cùng nhau đi tìm người quỳnh phương cuối cùng cũng hiểu tại sao phó nguyên ảnh muốn kiểm tra võ công của mình hóa ra đó chỉ là để nàng căn cơ như thế nào có thể chịu khổ bôn ba khó khăn không? Chỉ là nàng từ trước đến nay gan lớn mạo hiểm, trong mắt cũng không sợ hãi điều gì, liền tính không có nửa phần võ công, nàng cũng không bỏ cuộc. Vui mừng khôn xiết, lập tức mở tờ giấy ra, nghĩ rằng có thể tìm thấy tung tích của ninh trưởng môn. Vô lượng ông ấy tránh ở nơi nào, chỉ cần có tin tức, tự đều có thể tìm ra. Tờ giấy trọng đại như thế, hai người không để chậm trễ, cùng cúi đầu đọc chỉ là chữ viết vào được trong mắt, lại làm hai người hai mặt nhìn nhau. Quỳnh Phương Hoàng nói, đằng sau những đường đen cong cong uốn uốn này, có bí ẩn gì sao? Phó Nguyên Ảnh cười gượng hai tiếng, lại cũng chết lặng. Những gì viết trên tờ giấy không phải chữ cũng không phải hình ảnh, chỉ có hơn chục đường đen vẽ qua lại, uốn lượn uốn lượn, giống như vầy mực, thật là quái đàn. Quỳnh Phương lòng tràn đầy kinh ngạc, Phó Nguyên Ảnh cũng vẻ mặt mê mang. Hai người này đều là người trí tuệ, một là đạo hạnh sâu xa, một là người thông tuệ am hiểu, trước tờ giấy này lại không hiểu gì. Phó Nguyệt Ảnh đi đi lại lại, bị đất quan trọng như thế, liên quan đến khí vận mãn môn Hoa Sơn, sư huynh cho dù tùy hứng quái đản gấp 10 lần, cũng không thể qua loa vài nét bút ứng phó. Chỉ là tờ giấy đó căn bản không giải thích được gì, bản đồ tín hiệu cũng chưa nhìn thấy, lại muốn hắn như thế nào tìm người? Phó Nguyên Ảnh cúi đầu cân nhắc, tự biết sư huynh ngộ tính cao tuyệt, hành sự luôn luôn không ấn theo lẽ thường, nghĩ đến trong đó tất có thâm ý, chỉ là nghĩ không ra mà thôi. Quỳnh Phương ngơ ngẩn nói, trừ bỏ tờ giấy này, các ngươi hoàn toàn không có tin tức Ninh Đại Hiệp sao? Phó Nguyên Ảnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, ước chừng là 8-9 năm trước, năm ấy thiên hạ bùng nổ thảm họa chiến tranh, tặc phỉ chiếm lĩnh hoàn toàn cam túc, thẳng bước đến thiểm Tây rất nhiều chuyện ồn ào xảy đến, ta vì rời núi, cùng vài vị lão nhân liên lạc, từng đi tìm tung tích sư huynh. Chỉ là chúng ta chính chủ không nhìn thấy, lại ở Trường An gặp được một vị đồng môn. Quỳnh Phương cả kinh nói, đồng môn, cũng là cao thủ sao? Phó Nguyễn Ảnh cầm lấy tờ giấy nhìn kỹ, lắc đầu nói, vị kia đồng môn không biết võ công, lại là kỳ nhân, hắn ngày xưa cũng ở Hoa Sơn, chỉ vì chịu không nổi khổ, liền xuống núi trốn sau lại thành thuật sĩ đoán mệnh chỉ vì hắn vẫn luôn có quan hệ tốt với trưởng môn nên sau khi ninh sư huynh thoái ẩn cùng từng có mấy năm ở cùng hắn chúng ta gặp gỡ hắn liền từ trong miệng hắn thám thính ra tin tức quỳnh phương cảm thấy ngạc nhiên hoa sơn quái nhân rất nhiều song quái đã là già mà không đứng đắn khó gặp lại không biết còn có thuật sĩ đoán mệnh cũng không biết người này đạo hạnh như thế nào nàng chớp chớp mắt mỉm cười hỏi nói sau lại thế nào có đoán mệnh quẻ gì được cho các ngươi không phó nguyễn ảnh lắc đầu nói theo vị đồng môn này tiết lộ dường như ninh sư huynh không muốn ở lại phương bắc năm thứ tư sau khi thoái ẩn liền đến dạ lang quốc quỳnh phương lẩm bẩm dạ lang quốc các ngươi là nói kiềm trung phó nguyễn ảnh gật đầu nói đúng là kiềm trung quận chúng ta nghe nói ông ấy đi tây nam trước sau ba lần sai người Nam Hạ, chỉ là quý châu to lớn, ta ba lần qua đại thành tuân nghĩa, chấn viễn, lại cũng chưa nhìn thấy người, lại không biết hành tung đến tột cùng ở đâu, hắn thấp giọng kể rõ, Quỳnh Phương có chút thất thần, nàng bỗng nhiên mày liễu vừa động, nói, phó sư phạm, làm phiền đưa tờ giấy cho ta. Phó Nguyễn Ảnh hiểu biết khả năng của thiếu các chủ, vừa nghe nàng thấy được điều gì khác, nhất thời trong lòng đại hỷ, vội vàng đưa qua. Quỳnh Phương tiếp nhận tờ giấy, giơ tay lên trên đầu nhìn qua ánh mặt trời, chỉ thấy nét bút cứng cáp, vẫn luôn một hàng một câu, càng xem càng cảm thấy huyền diệu. Phó Nguyên Ảnh vội nói, "Thiếu các chủ nhìn ra cái gì?" Quỳnh Phương tâm chợt biến động, cầm tờ giấy ngang ngang đọc, chợt nghe nàng a à mà một tiếng, thấp giọng nói, "Ngươi đến xem, xem vài đạo nét bút này, như là cái gì?" Phó Nguyên Ảnh cầm tờ giấy lên, đột nhiên nhìn thấy những đường màu đen dày đặc giống như nước chảy một đường mênh mông cuồn cuộn đột nhiên nghiêng xuống phía dưới đi theo hướng về phía trước gợi lên lúc sau lại một đường chạy dài xem này bản vẽ dường như dường như phó nguyên ảnh nhìn không ra manh mối đang muốn mở miệng dò hỏi chợt thấy quỳnh phương quay đầu lại nhắm thẳng bên trong thành phi nước đại phó nguyên ảnh lắp bắp kinh hãi vội vàng đuổi theo hỏi làm sao vậy rốt cuộc có gì cổ quái. Quỳnh Phương không chút nào để ý tới, dưới chân ngược lại nhanh hơn, gia tăng chạy vào trong thành. Hai người chạy vào thành, lúc này trời đã sáng, trong thành có vô số người đi đường. Quỳnh Phương đẩy ra vài tên người đi đường, vội vàng chạy đến một nơi, phó nguyên ảnh vội vàng chạy theo, chạy vội tới gần chỗ, lại là một tiệm sách. Quỳnh Phương lao vào, trong tiệm chỉ một thiếu niên nhìn. Hắn đang muốn tiếp đón, Quỳnh Phương liền chạy tới đống sách, liều mạng tìm kiếm. Thiếu niên kia hoảng sợ, hoảng nói, công tử. Ngài muốn cái gì, cứ việc nói với tiểu nhân. Phó Nguyên Ảnh từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi vàng nhỏ, nhét vào trong tay thiếu niên, ý bảo hắn chớ có quấy dây. Thiếu niên vui mừng khôn xiết, đang muốn nói lời cảm tả, bỗng nghe xôn xao một tiếng, đồ vật trên bàn dài trong tiệm bị đẩy xuống, thứ được thay thế là một tấm bản đồ địa lý. Phó Nguyên Ảnh vội vàng xông về phía trước, chỉ thấy Quỳnh Phương duỗi ngón tay dọc theo bản đồ, ngón tay ngọc mảnh khảnh chậm rãi di chuyển, dọc theo Bắc Kinh về phía Nam, băng qua Hoàng Hà, qua Lưỡng Hồ, chậm rãi định ra. Đầu ngón tay định trụ, lại là ngừng ở phía trên Quý Châu. Phó Nguyên Ảnh nhìn không ra huyền cơ, nhíu mày khổ tư, Quỳnh Phương đầu ngón tay chậm rãi di động, đi tới một vùng nước mênh mông cuồn cuộn. Nàng Kiều Thanh thở dốc, liên tục kêu, phó sư phạm, mau tới, mau tới nhìn nơi này. Bạch thủy hà, dòng sông chảy mãi, ngón tay ngọc của Quỳnh Phương từ từ di chuyển xuống, cuối cùng đến cuối dòng sông rộng lớn. Nước đổ xuống, hơi nước tràn ngập không trung cao ngàn trượng, thông thiên rơi xuống đất như nước mắt, thần Phật, Phó Nguyên Ảnh rốt cuộc đã hiểu, hắn vội vàng cầm ngang tờ giấy, nhìn cẩn thận, quả thấy vài đạo nét mực kia giống như sơn thủy lao nhanh hào phóng muôn hình vạn trạng quả nhiên liền như thác nước lớn nhất thiên hạ hai người tâm ý tương thông cùng gật đầu quý châu có đại thác nước thiên hạ đệ nhất chiếu theo đó tất có dấu hành tung thiên hạ đệ nhất cao thù không cần phải sợ bất cứ điều gì chỉ cần tìm được ninh bất phàm đừng nói cái gì hắc y nhân bạch y quỷ từ đây hoa sơn đại sát tứ phương vinh cảnh tối cao đánh biến thiên hạ vô địch thủ rồi sẽ trở về. 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.